Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 10 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em tới câu 14 rồi đúng không nào? Và thầy đã giải cho các em cái độ dài của hiệu 2 vectơ đó là bằng căn 2 của 3. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho các em bắt đầu từ câu 15 em nhé. Đầu từ câu 15. Cho tập hợp A x thuộc N, x chia hết cho 3 và x chia hết cho 2. Ở đây là chúng ta có là x sẽ chia hết cho 3 và x chia hết cho 2. Còn tập hợp B là x thuộc N là x chia hết cho 12. Nhận xét nào giữa đây là đúng? Nhớ là đúng nha. Như vậy thì ở đây em thấy nè, một điều như này. Nếu như mà x chia hết cho 2 và x chia hết cho 3 thì chắc chắn x này sẽ chia hết cho mấy? X này sẽ chia hết cho 6. Đúng không? Ở đây là x chia hết cho mấy? X chia hết cho 12. 12 thì cái này sẽ bằng 6 nhân 2. Chứng tỏ x chia hết cho 12 thì tất nhiên suy ra x sẽ chia hết cho 6. Hay nói cách khác là x chia hết cho 6 này nó phải là con của gì? Con của cái anh này. X chia cho 12 chứng tỏ B phải là con của A. Có đúng không? B nó phải là con của A, tại vì sao? X chia hết cho 12 thì hiển nhiên nó sẽ x chia hết cho 6. Nhưng x chia hết cho 6 thì chưa chắc x đã chia hết cho 12. Chưa chắc. Thầy lấy ví dụ. Thầy lấy ví dụ này. Ví dụ như số 18 đi. Số 18 nó sẽ chia hết cho 6. Nhưng 18 đâu có chia hết cho 12. Không chia hết. Để chứng minh. Đúng không? Nhưng các em sẽ lấy bất kỳ cái số nào mà chia hết cho 12 thì chắc chắn sẽ chia hết cho 6. Thầy lấy ví dụ như là 12, 24 đúng không? 12, 24, 48 đồ đó. Thì nó chia hết cho 12 thì chắc chắn sẽ chia hết cho 6. Nhưng chia hết cho 6 thì chưa chắc đã chia hết cho 12. Ví dụ số 18 chia cho 6 thì 18 nó không chia cho 12. Thầy lấy ví dụ như thế. Chứng tỏ cái anh này nó sẽ là gì? Anh này nó sẽ là con của anh B này này. Hiểu chưa? A là con của B là sai rồi. B là con. Đây này này này. Bằng cũng sai. Sai. A, C, D đều sai. Đó. Cái câu 15. Thầy giải thích và cho ví dụ như vậy các em có hiểu không nào? Ta đi sang câu 16 em nha. Ta sẽ đi sang ở cái câu 16. Nhìn đây em, miền nghiệm của hệ bất công trình là. Ồ, cái này bắt buộc phải vẽ ra rồi. Bây giờ vẽ nha. Bước đầu tiên vẽ, thầy làm phía trên đây một xíu nha. Đầu tiên thầy sẽ vẽ đường thẳng D. Là nó có x cộng 2y ở đây bằng 2. Ở đây cho thầy cho x bằng 0. Cho điểm đầu tiên x bằng 0 thì y sẽ bằng mấy? X bằng 0 thầy bằng 0 thì y này sẽ bằng là 2 chia 2. 2 chia 2 thì y bằng 1. Đúng chưa? Thầy cho x bằng 0 rồi đúng không? Bây giờ thầy cho y bằng 0. Cho y bằng 0 thì thằng này bằng 0. Thì x sẽ bằng mấy? X sẽ bằng 2. Như vậy đi vào hai điểm này. Bây giờ chúng ta sẽ thử kiểm tra ô. Góc tọa độ 0,0 xem thử nó vào cái bóc trên này. Xem thử nó có thuộc miền nghiệm hay không. Nha. Chúng ta thế vô. Trở thành 0 cộng 2 nhân 0. 0 cộng 2 nhân 0 thì bằng 0. Cái này nhỏ hơn 2. Cái này đúng hay sai? Cái này đúng. Chứng tỏ suy ra nó chứa ô. Chứa ô. Rồi, còn x lớn bằng 0, y lớn bằng 0 thì chắc chắn hiện như chúng ta đã biết ngồi vẽ rồi đúng không? Nếu mà x lớn bằng 0, x lớn bằng 0 thì đó chính là cái gì? Đó chính là cái phần trục gì em? X lớn bằng 0 thì nó sẽ là trục tung và nó nằm lấy từ trục tung hướng về phía bên tay phải. Còn y lớn bằng 0 thì nó nằm ở phía trên từ cái trục hoành trở lên. Hiểu chưa? Đây, em nhìn này. Thầy sẽ vẽ ở đây em xem. Vẽ luôn để em chọn. Tại vì có những câu phải vẽ và làm ra thì mới thấy được. Rồi, ở đây là y. Ở đây là x. Ở đây là 0. X bằng 0. X bằng 0, y bằng 1. Đây. Một điểm đây đúng không? X bằng 2. Ở đây là 1. Ở đây là 2. Đây. Ở đây là nó có cái dấu gì nhỏ hơn bằng, nghĩa là nó không có dấu bằng. Lưu ý này, nếu ở đây mà nó có thêm dấu bằng á, nó thêm có dấu bằng thì chúng ta sẽ vẽ bằng nét liền. Còn nếu ở đây nó không có dấu bằng á thì chúng ta phải vẽ bằng nét đứt, nghĩa là cái đường thẳng D này không có lấy em nha. Em hiểu không? Nếu nét liền thì lấy luôn D, mà không có dấu bằng thì chúng ta vẽ bằng nét đứt, nghĩa là thể hiện là D này không lấy này. Rồi, đây là D. Như vậy
cái ăn này là cái chữ O, có chữ O. O nằm ở đây có chữ O thì bên nào mà nó không chữ O thì chúng ta gạt bỏ đi. Đấy, ở đây gạt bỏ đi. Mình nghiệm. Chứng tỏ mình nghiệm là từ phía đây xuống và nó không cỡ cả, không cỡ cả D nha. Hiểu chưa? À, bây giờ chúng ta có x lớn bằng 0. X lớn bằng 0 nghĩa là chúng ta sẽ lấy từ trục hoành hóc qua bên này thì phía bên đây chúng ta bỏ đi. Tại vì lấy lớn hơn mà, từ số 0 trở tới số dương. Nên phía bên đây nó sẽ bỏ đi. Hiểu chưa? Còn ở đây y lớn bằng 0, y lớn bằng 0 nghĩa là từ 0 này hất lên phía trên này thì chứng tỏ từ ở phía dưới này bỏ đi. Nghĩa là lấy luôn cả hai cái trục của nó nha, lấy luôn cả hai cái trục luôn. Tại vì nó có dấu bằng á thì lấy luôn trục, mà nếu không có dấu bằng thì không lấy luôn trục. Đây, đây chính là tam giác này. O AB, dù đây là A, ở đây là B. Đấy, miền của nó tam giác là O AB này. O 00 này, A là 20 này. Đúng không? Và B là 01 này. Như vậy đây chúng ta chọn câu A này. Dạ, cực kỳ chi tiết cho em luôn. Chứ không thì bảo sao thầy không giải chi tiết thì đã xem kênh của thầy rồi mà các em không hiểu nữa thì bó tay. Đúng không? Rồi. Ta đi sang câu 17 em. Rõ chưa? Rõ tại theo 16 câu chọn câu A chưa? 17 em. Với tam giác ABC. Này. Cùng vẽ ra. Học toán thì cứ nói đâu vẽ tới đó. Có bao nhiêu tam giác cái gì? Đâu phải. Có bao nhiêu vector, vector khác vector không? Có điểm đầu và điểm cuối là ba đỉnh tam giác. Đây, ví dụ AB này. À, AC, ví dụ vector AB. Vector AC tương tự như vậy BA. BC CA, CB. Chứ nếu như ở đây á mà có điểm đầu bằng điểm cuối như vector AA này thì nó bằng vector không á thì chứng tỏ cái này chúng ta loại ra. Cái này chúng ta không được viết cái này, hoặc là BB CC thì chúng ta không được viết. Là nó bằng vector không, chứng tỏ ở đây có mấy? Có 6 đúng không? Đúng không? Có 6 vector. Như vậy đây chúng ta chọn đáp án A này. Đó, thì vẽ ra như này chúng ta thấy ngay. Cho vector mà có điểm đầu và điểm cuối nó trùng nhau thì nó chỉ bằng là vector không. Thì điều đó thì ai cũng làm và ai cũng biết rồi. Đúng chưa nào? Rồi, được chưa nào? Rồi, ta đi sang câu tiếp theo. Sắp xong phần trắc nghiệm rồi các em. Rồi, câu 18 em. Các phần tử tổ hợp AX thuộc R. Thì cái này bấm máy tính chọn luôn nè. Cái này dễ quá dễ ha. Lâu lâu có một câu dễ như này sướng nè. 2 trừ 5 trừ 7. Còn bài này ta nhẩm nghiệm được mà. 7 phần 2 với âm 1. Âm 1 và 7 phần 2 đây C. Chả có gì khó kìa nghe. Ta sang câu 19. Được chưa? Câu 19 nha. Cho 3 điểm. Cho các điểm phân biệt A, B, C, D. Đẳng thức nào sau đây đúng? Ví dụ phân biệt thì chúng ta cứ lấy ra. À, cứ mạnh dạng vị hình các em. Đó, C, ví dụ D. Phân biệt thì không có anh nào mà trùng với anh nào cả. Ở đây người ta nói là vector AB. Đây, vector AB cộng vector BC. Đây, vector AB cộng vector BC. Thì ở đây người ta nói là bằng vector BA thì không thể nào đúng được. Đúng không? Nếu mà vector AB mà cộng BC thì phải bằng vector gì em? À, nó phải bằng vector AC ở đây. Cái này đáng lẽ phải bằng vector AC thì mới đúng, chứng tỏ cái này câu này sai này. Tương tự như vậy, chúng ta có này vector AB cộng vector BC sẽ bằng CA, đáng lẽ phải bằng AC mới đúng. Cái này cũng sai. Chứng tỏ câu C này đúng này. Đúng không? Đấy. Ở đây người ta cho điểm D để nó đánh lừa mình thôi. Nhưng mà cái này là áp dụng quy tắc 3 điểm này. Quy tắc 3 điểm. Và trong vector thì chúng ta có hai quy tắc. Chúng ta cần nhớ đó chính là quy tắc 3 điểm và quy tắc hình bình hành. Hình bình hành thì đừng chéo. Em nhớ không? Nhớ đừng chéo không? Như hình bình hành. Đừng chéo hai vector này cộng lại thì bằng đó chính là vector đừng chéo này. Cái này biết rồi. Không nói nhiều. Ha, ta đi sang câu 20. Rồi câu 20 em. Cho tam giác ABC, lại bị tam giác ABC nè. Cứ bị ra mạnh dạng, cứ làm mạnh dạng. Nhưng mà thầy quay video á thì thầy làm ở trong cái đề này trực tiếp, chứ còn các em làm ở trong nháp nha. Chắc chúng ta lớp 10 rồi, thầy không cần nói, em cũng biết đúng không? Ở đây em đã có BC bằng 24, AC 13, vĩ. Thôi cứ kệ các em. Rồi 24 này.
Nhận xét nào sau đây đúng về tam giác ABC? Tam giác ABC tù có góc A bằng 150 độ. ABC là tam giác vuông. ABC tam giác nhỏ. ABC tam giác tù có góc A bằng 118 độ. Như vậy thì ở đây này, các em nhìn này. Cạnh BC. Cạnh BC đây các em thấy là 24 lớn hơn 15 và lớn 13 thì chứng tỏ đây là cạnh lớn nhất. Chứng tỏ đối diện với góc A sẽ là góc lớn nhất. Tại vì theo cái chương trình học ở lớp 8 ấy, quan hệ giữa cạnh và góc đối diện thì chúng ta đã biết rồi, đúng không? Nghĩa là cạnh BC là cạnh lớn nhất, suy ra góc A này cũng sẽ là góc lớn nhất. Đúng không? Ở đây chúng ta suy ra góc A là góc lớn nhất. Đúng chưa? Góc A là góc lớn nhất thì bây giờ chúng ta kiểm tra xem thử góc A này bằng bao nhiêu độ. Mà để biết được bằng bao nhiêu độ thì chúng ta tính ra, chúng ta sử dụng định lý cosin các em. Định lý cosin cos của góc A. Cos góc A thì sẽ bằng tổng của hai cạnh này trừ cho cạnh này. Đó chính là AB bình cộng AC bình trừ cho BC bình và chia cho chị 2 nhân cho AB nhân cho AC. Viễn hình ra là các em sẽ thấy ngay hệ quả của định lý cosin. Hay là chúng ta nói là ở đây chúng ta sử dụng hệ quả định lý cosin nha. Được chưa nào? Thì đây chúng ta thế vô. Như vậy ở đây ra được là 15 bình phương cộng 13 bình phương trừ cho 24 bình phương chia ở đây cho 2 nhân 15 nhân 13 sẽ bằng. Rồi. Khi chúng ta đã nắm được kiến thức cơ bản tốt rồi thì những cái dạng này chúng ta làm giống như đại số chứ có ở đâu em. Đúng không? 2 nhân 10 13 nhân 15. Đúng nha. Đây. Tính ra là âm 7/15. Thì bây giờ chúng ta sẽ bấm để tính ra góc góc A bằng. Bây giờ để bấm thằng này nó không đơn giản, rất đơn giản. Chúng ta bấm shift code ở đây là âm 7/5 phải 7/15. Đúng chưa? Rồi, đây này, chúng ta bấm độ. Độ đây. Như vậy ở đây nó gần bằng 118 độ các em. Gần bằng ở đây là 118 độ. Đây. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái chỗ này 100 đây nha. Như vậy ABC là tam giác tù với góc A đây là bằng 118 độ, chúng ta chọn câu D. Nghĩa là ở đây chúng ta phải có sự tính toán, chúng ta mới ra được cho ai biết được nó là câu A hay là câu D hay là câu B hay là câu C, đúng không? Đúng chưa? Biết thế nào là góc tù không? Góc tù là góc lớn hơn 90 độ và nhỏ hơn 180 độ là góc tù. Góc bẹt là góc bằng 180 độ, góc vuông là góc bằng 90 độ. Những kiến thức này thì ở trong chương trình trung học cơ sở chúng ta đã biết rồi, chứ không phải là chúng ta chưa biết nữa. Được chưa? Rồi. Còn câu nữa nha, câu 21. Xét mệnh đề, cái này là đọc là gì em? Đây là chính là tồn tại này, cái này là tồn tại ha. Tồn tại ít nhất cái x thuộc R sao cho 2x trừ 3 lớn bằng 0. Người ta hỏi là mệnh đề phủ định của B gạch là mệnh đề B là. Nhưng mà các em nhớ này, ở đây tồn tại thì phủ định của nó thứ nhất là chúng ta phải ký hiệu là với mọi. Tồn tại ít nhất ở đây thì chứng tỏ là ở đây nó sẽ phủ định lại là ở đây là với mọi x thuộc R. Cái này lớn bằng 0 đúng không? Thì cái phủ định của cái dấu này này, phủ định của cái dấu lớn bằng đây là chính là cái dấu này. Nếu như ở đây có dấu bằng thì bên đây chúng ta không có dấu bằng. Ở đây dấu lớn thì phủ định lại là dấu bé. Các em hiểu chưa? Còn ví dụ người ta cho như này thì phủ định của nó sẽ là như thế này. Còn ví dụ người ta cho như thế này thì phủ định của nó sẽ là lớn hơn bằng. Nghĩa là người ta không cho dấu bằng thì chúng ta phủ định lại là có dấu bằng. Còn người ta cho phủ định là có dấu bằng thì phủ định lại là không có dấu bằng. Ta hiểu như vậy. Như vậy thì đây sẽ là 2x trừ 3 sẽ là nhỏ hơn 0. Đây. Cái này này. Hiểu chưa? Thì chúng ta chọn câu nào? Đây đây. Ở đây nếu mà tồn tại thì ở đây chúng ta sai này, chỉ có thể câu B hay câu C thôi. Đây. Chúng ta chọn có cái dấu này. Chứ nếu như đây có dấu bằng này là sai này, chứng tỏ đây chúng ta chọn câu B này. Ta hiểu chưa nào? Ok. Nhớ nha, nhớ kinh nghiệm làm mình đề phủ định. Phủ định của tồn tại thì nó sẽ là với mọi. Còn ở dấu lớn hơn bằng thì nó sẽ là nhỏ hơn, không có dấu bằng nữa. Kinh nghiệm nha. Phần tự luận á thì thầy sẽ quay trong clip sau. Như vậy clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Chúc em học tốt. Bye bye. Ok. Nhớ chia sẻ clip giúp thầy nha.
Cảm ơn các em rất là nhiều.